Phủ Tổng thống Malawi ngày 10 tháng 6 cho biết chiếc máy bay chở Phó Tổng thống Malawi Saulos Klaus-Chilima và 9 người khác hiện đang mất tích. Mọi nỗ lực của các cơ quan hàng không nhằm liên lạc với máy bay kể từ khi nó biến mất khỏi radar cho đến nay đều thất bại, hãng tin Reuters dẫn thông cáo của Văn phòng Tổng thống và Nội các Malawi. Thông cáo trên cho biết Phó Tổng thống Chilima, 51 tuổi, có mặt trên máy bay của lực lượng phòng vệ Malawi. Chiếc máy bay này rời thủ đô Lilongwe lúc 9 giờ 17 phút giờ địa phương, 14 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam. Theo lịch trình, máy bay phải hạ cánh khoảng 45 phút sau đó tại sân bay quốc tế Mzuzu cách thủ đô Lilongwe khoảng 370 km. Ngay khi nhận tin vụ việc, Tổng thống Malawi Lazarus Chakwera đã hủy chuyến bay dự kiến tới Bahamas. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.